Ok, thì đầu tiên hôm nay xin chào mừng anh Kenny Hòn, cô Mai và anh Vũ Quang Duyên đã có mặt trong buổi ký kết nhượng quyền thương hiệu Soroban Rainbow cơ sở thứ 61 tại Nam Định của chúng ta ngày hôm nay. Và rất cảm ơn anh Duyên, thì đầu tiên rất cảm ơn anh Duyên đã tin tưởng và lựa chọn Soroban Rainbow để thành đơn vị đồng hành cho anh chị để triển khai về mô hình trung tâm tại quê hương của mình. Thì để đầu tiên bắt đầu để khai mạc chương trình hôm nay thì xin nhường lời cho anh Kenny Hòn sẽ phát biểu đôi lời. Anh Kenny Hòn là người sáng lập ra thương hiệu Soroban Rainbow, sẽ có một đôi lời phát biểu dành cho bên đơn vị nhượng quyền chứ. Ok, mời anh Kim đi học ạ. Ok, rồi lời đầu tiên thì anh chào Duyên với Gấm tham gia vào cái ngôi nhà chung của Rainbow. Thì hiện tại là không có Gấm ở đây, nhưng mà anh với Gấm thì quen nhau tầm khoảng 3 đến 4 năm rồi. À vâng. Từ cái việc cô Gấm đăng ký cái khóa học online của anh, từ cái việc đăng ký cái khóa học online, thấy hiệu quả của chương trình, tin tưởng vào Rainbow và đến hôm nay là quyết định nhượng quyền và trở thành cơ sở 61 tại Nam Định. Thì anh cũng cảm ơn hai vợ chồng đã tin tưởng Rainbow trong một cái thời gian dài như vậy. Thì nó không phải là cái quyết định ký nhượng quyền, thì đó là một cái quyết định đã được suy nghĩ rất là kỹ và có sự đầu tư đó. Và hiện tại là ở cơ sở ở ngoài Bắc á, thì so với ba khu vực Bắc Trung Nam á, thì ở Nam và Trung thì cái cơ sở nhượng quyền của Rainbow nó chiếm số lượng lớn hơn ngoài Bắc, cho nên khi mà có những cái đơn vị ngoài Bắc, bên anh rất là trân trọng và sẽ cố gắng hỗ trợ cho bên em rất là nhiệt tình. Và bên Mai á sẽ là chính trong cái hỗ trợ đào tạo cho cái chi nhánh bên em, và anh rất là mong khi mà mình đã chọn Rainbow để mình phát triển ở khu vực miền Bắc, thì khi mà chọn lựa thì nó sẽ quan trọng hơn sự cố gắng. Tuy nhiên mà khi mà mình đã chọn lựa xong rồi thì anh hy vọng là bên Duyên, bên Gắm và bên anh sẽ cùng hợp tác đẩy cái thương hiệu Rainbow của mình ở ngoài đó, và bên anh sẽ hỗ trợ hết sức cho bên em từ khâu đào tạo, khâu PR. Và anh hy vọng mới là chỗ cơ sở 61 là chỗ Duyên với chỗ Gắm sẽ cùng với anh phát triển một cái Rainbow vững mạnh ở ngoài khu vực Nam Định. Ok, cảm ơn Kenny Hồng rất nhiều. Và bây giờ xin mời cô Mai nhé. Cô Mai sẽ là cái người chịu trách nhiệm chính để đào tạo và bàn giao chương trình cho bên anh Duyên, anh Duyên và chị Gắm nhé. Thật sự là không biết nói gì ngoài cái lời chân thành cảm ơn về chỗ hai anh chị đã tin tưởng và chọn Rainbow. Em thì về chuyên môn nên là hết mình hỗ trợ anh chọn trong cái việc mà về về trong vấn đề dạy học, về chuyên môn, về mọi cái thì Đấy, em vào rồi anh ạ. Em bảo nó ngoài đường nó hơi ồn tí. ok. Rồi bây giờ xin anh ghi một số là phát biểu nha, một số là cảm nhận của anh khi quyết định tham gia vào hệ thống Soroban Expo ạ. À, bạn rồi các anh ạ. Thì trên thực tế thì em thì em vẫn là con người gọi là kinh doanh là trong cái lĩnh vực gọi là công nghệ thông tin. Thì là cũng gọi là hai vợ chồng mà cũng tiếp xúc với nhau ấy, mà cũng trao đổi nhau. Và thứ hai là em cũng nhìn thấy mà gọi là cái các bạn mà gọi là vợ em đã từng dạy ấy, các bạn nên phát triển gọi là tư duy riêng này, bây giờ cái phương pháp gọi tính nhanh tính chậm ấy cũng rất là nhanh ấy, nên là từ đó là vợ em cũng định hướng cho em là gọi là cái đấy nó gọi là nền tảng mà gọi là tương lai của thế hệ trẻ của Việt Nam. Nên là hai vợ chồng là xác định là phương hướng là muốn là nuôi những gọi là mầm non để phục vụ giúp ích là cho cái xã hội của mình, nó tương lai thì ví dụ ai cũng nhanh nhẹn, ai cũng sở hữu, giúp cho Việt Nam mình nó càng ngày càng phát triển. Qua đó là nên là hai vợ chồng quyết tâm là gọi là đi theo gọi thương hiệu là Rainbow ở bên mình. Thì con đường đấy là con đường nó gọi nó cũng gọi như em thích, thì nó là gọi con đường chính đáng giúp cho thế hệ Việt Nam rất là tươi sáng. Ok, các chị gắn vào đi chưa? Vâng ạ, em vẫn đang chạy trên lớp ạ. Và ok, nãy lúc nãy là anh Duyên có hỏi về cảm nhận của anh Duyên rồi, bây giờ hỏi cảm nhận của chị Gắm nha. Đi, chị cảm nhận như thế nào và suy nghĩ của chị như thế nào khi chị quyết định tham gia hệ thống nhượng quyền của Soroban Rainbow ạ? Xin một tí cảm nhận của chị ạ.
Em xin có một số cái chia sẻ như thế này ạ, là em chọn nghề, cái mạng của em ở đây hơi yếu tí ạ, vâng, mạng của em ở đây hơi yếu tí, Vâng, không sao chị. là từ khi là em chọn nghề giáo viên là ước mơ của em là em muốn mở một cái trung tâm nho nhỏ, và khi mà em xuống lớp một mà một số cái yếu tố nó tác động bên ngoài nên là bây giờ em đi mở được thì em rất là vui ạ. Và em muốn cố gắng là sau này là cái trung tâm nhỏ của em là sẽ phát triển tốt ạ. Mạng yếu ạ, mạng với Vâng, thực mạng cũng chịu em yếu. Ok, cảm ơn chị Gắm nha. Và bây giờ chúng ta chụp hình với anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ chụp hình một tí nha. Để chúng ta lấy hình ảnh nè. Sao, để bắt đầu ghim lên một tí ạ.